Ok, và hello anh em, chào mừng em quay trở lại với channel của mình. Mình là Thế Di đây và chúng ta hôm nay sẽ tiếp tục với series đó chính là What's the Hand nha anh em. Và nếu anh em nào thích video này hay là cho mình một like nhá, một comment và một chia sẻ nó sẽ là động lực rất là lớn để mình làm thêm nhiều video hay hơn nữa nhé. Bắt đầu thế nào? Ok, cái tấm thẻ bài của mình nó đang khá là... Thôi thôi, dùng tạm được, không vấn đề gì quá lớn cả. Chúng ta có dòng mới nha, bá đạo phết. Hôm qua mình mở được cái con này ngon mà. Ok, chúa tể Pier Boston. Đây có cô gái cầm đầu rồng ấy, nữ hoàng rồng ấy nhé. Nữ hoàng rồng cũng bá, phải nói cũng khá là bá đạo. Nhưng mà úc này đi chậm ấy, con này đi chậm vẫy lều à, phải nói như vậy đấy. Ưu tiên là những cái thứ gì. Úi ôi, bắn thốn chưa. Ôi trời, hơi ngáo. Oh my god. The set này anh em. Oh my god, hồi sinh à? Còn có tác dụng hồi sinh anh em ạ. Nhưng mà mình không phải là vấn đề quá lớn đối với mình. Mình chết rồi. Đóng băng ạ. À? Ảo thật đấy. Ôi giật tung đít luôn. Con này hơi yếu, phải nói là hơi yếu luôn. Con công chúa rồng này hơi yếu tí xíu. Ok, mua thêm thằng bắn này anh em ơi. Con rồng béo kia thì mang đi để trưng thôi. Thực ra nó không quá khỏe, nó thêm thằng tăng cơ này cho mình thôi. What the fuck? Ouch. Ui, nàng tiên kìa anh em. Nàng tiên bay về trời rồi. Nó đang được búp nhiệt tình anh em ạ. Ra mua thoải mái, tăng gấp đôi tốc độ luôn. Ảo thật đấy. Rồi lại tiếp tục nâng cấp bên này đây. Nếu mà thế thì đừng dùng con này. Tôi nói thật, đừng dùng cái con công chúa của rồng này làm gì anh em. Mình muốn review tí cho anh em xem thôi, chứ nó cũng không có quá nhiều cái tác dụng ấy. Return to battle này. Đấy, ok, bỏ công chúa rồng đi anh em. Nếu mà được chọn thì tôi con này cũng khỏe, con khỉ này cũng hay mà. Con này mới là rank C fighter này thì thôi né đi. Mình có thể chọn con La Bucket này, con này chém orc thì khỏe, chuyên gia để chém orc mà. Ok, có khi nó lại chọn mấy con đấy. Đây mình chọn con này, con này ngon mà anh em. Con này là con Ox Doomber, chạy khá nhanh, attack speed là fast và cooldown nó cũng chỉ có tầm 20 giây. Ok, con rồng béo này mà nhìn ghét thật sự luôn. Bỏ rồng béo đi à. Nói chung con này nó vẫn là ổn hơn rất nhiều. Đánh bắn từ xa nó thêm cho chúng ta một cái khả năng bắn từ xa rất là ổn. Chết rồi, nó chơi Ox Slayer rồi. Chéo, cay rồi. Không được dùng Ox rồi anh em ơi. Tôi đoán tôi sẽ không được dùng Ox rồi. Má ơi. 8 này, không dùng Ox luôn. Không chơi Ox luôn. À, lại cái trò lúc nãy rồi. Chết mà đi cương. Rồi mình nghĩ là ổn áp này cho mình đấy anh em. Cái thằng hiệp sĩ chuyên ra để giết con orc của mình em ạ. Thằng hiệp sĩ cầm gỗ, cầm khúc gỗ. Hello, tốc độ khá ổn, tốc độ lao vào khá ổn áp. Ok, chết mày đi. Hay là mình dùng thêm một con bắn nữa là hợp lý à? Có lẽ mình dùng thêm một con bắn nữa, con orc bắn đấy anh em. Chính ra mình thích con orc bắn hơn là con này. Ui, có thằng bé này. Ảo thật đấy nhờ. Hoặc là dùng con này được không? Con này là cấp độ C à? Một trận nữa đi anh em. Có băng à? Oh my god, có người tuyết à? Hello, bé người tuyết luôn đấy. Ảo thật đấy, có bé người tuyết này. Bé người tuyết lên. Lên nào. Vẫn là combo ổn áp, khả năng đẩy lùi kẻ địch rất là ok luôn. Hình như là có sấm sét hay là có cái méo gì đấy. Đúng nhỉ, không rõ là có sấm sét hay không nữa, nhưng mà con này đam cũng được.
không nói là tệ. Vậy đạn, ui ôi mẹ, chú thể óc à, cái nồi gì đây, người tuyết ạ, à, người tuyết, à, nó ném tuyết vào mặt mình, đóng băng ạ, à. Hà thì ra đây chưa đóng băng cả team ạ, à. Ổn đấy, ổn áp phết đấy chứ nhỉ, nhưng mà không ăn được anh rồi, cứ 25 phút là chúng ta có thể chơi được cái trận này nha, good game, well play, hoàn hảo luôn đấy, show, ok. Cho lượn đến rất là nhiều mảnh xịn nha anh em, và kiếm rất là nhiều game gủng nhé. Ổn phết nhờ. Ui level 5 và chúng ta sẽ unlock được cái chiêu này anh em ạ. Thỉnh thoảng sẽ ném độc à. Ảo phết, thật sự là ảo mà. Ảo ma phết, có mỗi cái này là cùi à. Sell spell cho village. Thế thì nên lấy cái lửa. Lửa thì cái bán kính nó hơi bé. Cái con cá mập hôm qua mình bảo anh em, con Bruce. Cá mập đẹp thế nhờ. Phải nói cá mập đẹp. Ui tiền đâu, bây giờ tiền đâu để nâng cấp cho cái lửa bây giờ. Ảo thật, đào ra đây. Ok, mình có thể lấy con này được. Claim đấy. Sao bây giờ toàn cái đấy nhỉ? Thật sự là toàn cái đấy luôn đấy. Ui rồi, rất là nhiều cái mới nha anh em. 200. Chúng ta lại tiết kiệm game để mua cái này thôi anh em. Mua cái hòm mà 320 game này mình thấy là ngon nhất rồi. 400. Tăng cường sức mạnh của cái này lên, cái lightning lên, lên level 11. Có mỗi cái thẻ đấy là thẻ cùi thôi anh em ạ. Rồi, ok nha. Chỗ kia thì chuyến đấu thử trận nhé. Ok, có một con khá khó chịu, đó chính là con này nha anh em. Nó có một con level 7, level 14. Level 14 á? Ảo thế nhỉ? Thật sự là ảo ma vãi lều á. Ok. Chúng ta nó đang đẩy lùi mình vào anh em ạ. Mình rất khó đánh luôn đấy. Thật sự là mình đang quá khó đánh bọn này. Nếu tôi chết con orc thì sao nhỉ? Tôi mà chết con orc thì sao ta? Hoàn toàn có thể chết con orc lắm anh em ạ. Rất có thể là sẽ chết con orc à. Vãi nồi ạ. Nó bắn này. Khó đánh rồi. Nice. Đam to quá, đam mắc to luôn. Vãi lều. Đấu sao? Các bạn không có cái cửa để đánh tui luôn ạ. Ảo thật. Ảo thật sự luôn. Kiếm mấy cái hòm vàng cái nhỉ, cái chiến đấy. Nhưng đánh rất hay luôn đấy nhờ. Không có gì mà phải lo lắng ở đây cả. Open now. So on. Ok, toàn thẻ cùi à. Toàn thẻ rất là cùi, cùi bắp. Nó vẫn chơi rất là nhiều cái con level 14 này. Sao level nó cao nhỉ? Nhiều khi nó ảo lắm anh em ạ. Tôi cũng chẳng biết là nhiều khi nó ảo dã man luôn. Ảo chưa, ảo ma lắm. Khó khăn phết nhỉ. Thật sự là khó khăn đấy. Chết luôn rồi, mình cũng tèo này. Vãi cả cứt, thua rồi. Đấu sao được, nó tốc độ quá, nó chơi kiểu bài tốc độ này. Mình không có tăng anh em ạ. À. Mình không có quá nhiều tăng là mình tèo rồi. Kinh thật sự, trận này khó nhỉ. Level up, toàn level 14 à, toàn quái vật. Thật sự là toàn quái vật này đánh khó quá, level 3 đây. Gặp team này nó có vẻ là dễ hơn đâu. Nó có cột lửa nha anh em. Nên nhớ rằng nó có cột lửa nha. Rất là khỏe đấy. Cột lửa rất là bá đạo ấy. Vậy cứ vậy nổi luôn thật. Ok. Đây này.
Chết đi mày ơi, tuổi gì? Tuổi gì vào đây? Chết rồi. Từ từ anh em ơi, không có gì phải vội cả. Slash. Đam mình đang khá to anh em ạ. Ổn phết. Không có nỗi là tệ lắm. Chết mày đi. Lao thật sự luôn. Lao nháo pháo ăn xè luôn đấy. Ô, nó chơi thế thì cũng được, không vấn đề gì. Thật ra thì nó cũng chết thôi. Nó thắng được thì cho tiền. Nó chỉ có một cái lửa duy nhất thì làm sao ăn được mình. Ảo, thằng yếu ấy. Có nhiều thằng nó khỏe lắm, nhưng mà riêng thằng này yếu. Riêng này là cực kỳ yếu luôn. Good game. Giờ ôi, hòm vàng này. Phải mở thôi. Còn đợi chờ gì nữa. So on, có 75 vàng. Ảo nhỉ, ít vàng quá. Và rồi thì chúng ta sẽ cứ tầm đây nhé. Xin chào và lại anh em nhá. Có mấy con ép này khá bá.